Hello, everybody, welcome to HealthVKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Naruto nha anh em. Rồi, vào game thì chúng ta được Phi VIP 10 và Kim Nguyên Bảo ha. Giờ chúng ta phải chạy nhiệm vụ. Con này đầu game thì chúng ta phải chạy nhiệm vụ ha. Ok, nhanh gọn lẹ liền. Làm nhanh lắm anh em, khoảng 1 phút qua mà còn nói chuyện với anh em cho vui đồ này nọ cái nè. Tự nhiên mình tắt chứ làm mình buồn. Đó, vừa làm vừa nói chuyện. Đây. Ồ, có VIP 10 để nhận VIP 10 để nó thêm sức mạnh chứ. Ok, ok, nhận hết luôn đó. Rồi được cũng 500 mấy kim cương bảo khóa. Ok. Gì đây, đánh lại lẹ đi, bấm tăng tốc lên luôn em. Mà con đó khó ăn chưa. Đây chúng ta có những vật gì không, để cho kêu nó ra cho nó phụ chứ. Đây đó, rồi ok, về chắc đánh lẹ hơn nè em. Đánh nào. Đó, đó, thấy không, đó, đánh lẹ hơn rồi đó. Ok, bắt đầu chạy nè, 14 rồi, 15 rồi. Ok, 15 rồi, 16 nè. Nhanh lắm. Game này thì khá nhiều anh em hôm rày cũng đang chơi ha. Và server nói chung thì cũng đông chứ không tới nỗi vắng vẻ đâu anh em. Nói chung game mở ra mà vắng thì chắc người ta đói chết luôn á. Chứ là con này có mở ra, nhiều anh em hỏi là tại sao heo cứ làm mấy game này nhiều thì tại vì nói chung game mấy game này nó có việt hóa, nói chung thì chữ tiếng Việt, chứ là Phi thì cũng không gọi là full á, nó cũng là khá khá nên là dễ chơi. Người Việt với người Việt chat support thì nó cũng dễ hơn, chứ là được cái nữa thì iOS chơi được ha. Tại vì nhiều game bây giờ game iOS chơi không được, có một số game thì người ta mua cái gì cái set chat gì cái server gì đó để up game cho iOS thì có. Mà mấy con kia thì không có, thì mấy anh iOS chơi thì thấy không có thì thấy cũng hơi buồn buồn cho mấy anh. Là thôi, chúng ta up mấy con này luôn. Nói chuyện nãy giờ thì lên 25 rồi anh em. Rồi, thì bây giờ đi nhận quà xàm xàm ba láp tí ha. Đó, ok, chạy vòng vòng. Tiền hộp khuyến mãi thì tao mua chứ. Đây, quà tăng cấp, tình chiến, nạp chung. À, cái này kiểu như là nạp toàn dân á. Còn dân đây vô làng chúng ta cũng chưa có gì hết rồi. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin server ha. Đâu mất bà nữa rồi ta. Đây là web ha, đây là web chính thức của game nha anh em. Trên web chính thức chúng ta sẽ bấm vào fanpage cộng đồng nè. Đây, ngoại trí online sẽ khai mở S5 gì Mitsuki hả. Mitsuki phải ra mắt 25 tháng 5 ha, vào lúc 11 giờ tặng ngay VIP 10 cộng Kim Nguyên Bảo, chơi ngay không cần cài đặt ha. Rồi code thì chúng ta có 3 code toàn dân nè ha, Tân Hữu đó, hai gì quả chí Tân Hữu, quả chí toàn dân và vui đùa thôi, vui. Ok rồi, nhận tướng đỏ Kim Nguyên Bảo và nhiều quà cực đã, nhận code hàng ngày trên fanpage game nè ha, event tặng code cực đã khi like xe này nọ, làm đủ các bước ha. Rồi đây sự kiện đua top lực chiến 50 hẻ Gaga Sukaki nè, Kaku chứ đó, với lại 10.000 thuộc thuốc ngẫu nhiên nè. Ok, của thằng này là thằng nào ta, mà tự nhiên bây giờ không nhớ nó luôn. Đây, code ngày thì chúng ta có nè ha, mỗi ngày đều có nè. Và đục mà admin này có tâm với nghề dữ anh em. Nè anh em nhìn nè ha, 25, 23, 22, 21, 20, ngày nào cũng có luôn. Ok, và code này là hiệu lực 24 giờ ha. Bây giờ heo vào trong này thì đây, đó, heo đang ở S4 và S5 11 giờ mới open nha anh em. Đó, trời ơi, 10.000 xu, trời ơi. Thời của heo đã tới nha. Ok, đợi thông tin, điểm danh. Ok, điểm danh không có. Rồi, chúng ta có tích nạp. Tích
nạp thì chúng ta sẽ có thẻ đệ nhị và Chuchi Kage đệ nhị ha. Ok rồi, chưa vô nữa hả, lâu dữ. Đây đó, đệ nhị Chuchi Kage đệ nhị này nọ. Ok đó, phút ngẫu nhiên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi nhập code nha anh em. Code thì chúng ta sẽ đi nhập ba code, ba code toàn dân, xong chúng ta đi xin code like share rồi chúng ta mới quay lại nhập code ngày nha. Này chỉ có một cái tích nạp thôi. Ok quay tích nạp tích code này ha, tích nạp mới nhận thì là tích code x 4 một lần theo sẽ nhập hết luôn ha. Rồi chúng ta vào game chúng ta quẩy sao, hai lần, ba lần, rồi mới nhập ba code luôn mà ở đây nó chưa vô. Đó, 1.500.000 kim nguyên bảo nè, đang nè, đang nè, gì à, Sushi Kage nè, thuốc nè, rồi ở đây chúng ta có 1.000.000 nè. Ok, này là 1.000.000 khóa. Ok vậy là chúng ta có 1.500.000 khóa và 1.500.000 không khóa hả. Để game này dễ kiếm đồ lắm anh em, để chút em chỉ cho, game này dễ kiếm đồ cực kỳ luôn. Đó, được 500 là được 2.000.000 không khóa rồi. Ok bưởi à, đó rồi vô mở mấy cái hẻ ra cái. Đúng rồi, đây kích hoạt, bấm vô tư chất. Ok 3 sao đó, rồi đệ nhị cũng 3 sao. Ôi quên vậy. Ok rồi bây giờ heo này hãy đi xin cốt lai xe cái đã. Rồi mới xin cốt lai xe xong hả, mới nhập luôn, bây giờ vô lại lên nè. Đó đây năm mảnh Sushi Kage nhiên đang nguyên bảo 1.500.000 là 3.500.000 rồi hả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi nhập code ngày, code ngày này có hiệu lực 24 tiếng rồi nha anh em. Đó, một code rồi, đây code ngày 23 thử luôn nè. Đó, hết hạn chỉ có 24 tiếng rồi nha anh em. Đây có kim nguyên bảo nè, trời ơi kim nguyên bảo đó, mỗi ngày được 500.000 kim nguyên bảo. Ok thơm ơi, được 4.000.000 ơi, 4.000.000 là quá ngon cái xe vờ này rồi, đòi hỏi gì nữa đúng không. Giờ là heo sẽ đem mấy ông này ra xuất chiến cho nó lên 15 sao luôn. Đó, chiến đấu nè. Ok tự động tiêu chiến, bây giờ chúng ta sẽ chạy lên level cho nó cao cao rồi chúng ta sẽ đánh tiếp ha. Giờ nó chưa có mở cái gì luôn anh em. Nè, thiêu chiến càng quét phó bản chúng ta sẽ nhận được kim nguyên bảo khóa rồi nữa nè ha. Đó, đánh quái rồi này nọ, đánh phó bản boss chúng ta sẽ nhận được kim nguyên bảo nữa nè. Nè, vàng khóa là kim nguyên bảo đây anh em. Đó, ok, 28 rồi cũng khá là nhanh chứ không có lâu đâu. Chạy lẹ lắm. Đồng xanh nó chưa đủ map. Ok để cho nó đánh đủ map đi ha. Ở đây chúng ta có tập bảo, tập bảo mấy cái hẻ của mấy thằng này ha. Ok 30 rồi đó, thấy nhanh không, quá trời nhanh luôn. Rồi vô server mới chúng ta có khuyến mãi tu nhân à, mỗi ngày chưa mua ha. Đây trang phục cũng như mấy con khác thôi chúng ta nên mua hết nha. Best thì chúng ta nên chọn đại hụ gì đây, ngoại trang thú cưỡi này chắc nhiều hơn nè anh em. Ok rồi đó, Nami nè hả. Rồi ok mua hết. Và thời trang thì chúng ta chưa mở được, chúng ta mở được những giả nè. Rồi thần thú thì chúng ta mở được luôn ha, hình như là thần binh không biết mở được hay chưa, nó quên nữa kỹ năng này nọ. Ok còn cái nào mở được, thần thí chưa mở nè, 150 nè hả. Rồi có nhiều chơi nhiều hơn em đấy, khá là đơn giản đối với game này, chỉ là việc nhập code là chúng ta vào chạy hết nhiệm vụ cho nó lên, chừng nào mà hết chạy được cái nhiệm vụ
Đó, nó đột phá mỗi map được 6.6 kim nguyên bảo. Ok không? Trời ơi à. Cứ chạy và được kim nguyên bảo, cứ chạy và được kim nguyên bảo thôi. Hạng ngục gì bên bận đâu. Đó, tiền dễ kiếm kìa. Ok, gần được 2 triệu rồi đó. Hồi nãy chỉ nhầm tào lao đánh tào lao không, gần được 2 triệu rồi đó nè. Đơn giản không? Quá trời đơn giản luôn. Ok, nó mở gì nhiều cho ta? Đây, nó mở cũng khá nhiều rồi nè. Ta quay cái này đi. Ta để kiếm tướng nè ha. Đó. Quay khá là rẻ chứ đâu có mắc đâu anh em. Đây, chúng ta quay để kiếm để nhất, để nhị gì. Đó. Ra đồ ở đây cũng có nữa nè nha. Đó, rất là nhiều luôn. Ok, mở gán mở ra Asukage gì đó, Asukichi gì đó. Chúng ta được mấy con nè, kích hoạt. Ok, rồi đan hả, đan râu, giết gì đi. Ok, ôi hình như không có mở được mấy con ngon rồi. Mấy con thấp không mà mấy chú ơi. Mấy buồn như ly rượu đầy luôn. Rồi ok, bây giờ trợ chiến thì chúng ta... Ủa, hồi nãy chúng ta mua cái thẻ kia rồi mà ta. Đâu vô coi coi. Đây có Itachi rồi nè. Đây có sách kỹ năng hậu nhiên nè. À, mảnh đệ nhị Tsuchikage, đệ nhị vẫn còn nè. Đậu xanh nè, Itachi nè hả. Đó, mở luôn. Ok, đem vô chiến đấu luôn chứ ngại ngùng gì vết bẩn. Tri kỷ nữa hả? Là tri kỷ. Ok ok, mở cho nó lên. Rồi chỉ giờ chỉ có việc là chúng ta chạy phó bản lên level và đánh phó bản này nọ để ra kim nguyên bảo để mình ăn đồ thôi anh em. Đó, game chơi rất là đơn giản luôn. Lối chơi rất là đơn giản mà kể cả code đồ này nọ đó, đánh con được một bản. Đơn giản quá trời đơn giản. Đó. Rồi thì link heo để dưới phần mô tả, anh em nào có chơi thì tải về, anh em nào đã chơi rồi thì sẵn thông báo luôn là có ít 5 đó, ra mắt vào 11 giờ ngày 25 tháng 5 ha. Anh em nào có chơi thì là kéo xuống và tải về nha anh em. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.